Đấy, mới qua đi học buổi kia ăn xong mà mình chưa biết thổi, bây giờ mình phải tập thổi. Không mà mai đến là thấy cốc to pha đây lại bắt đứng góc quê. Siêu nhân nó học nhiều, à sushi nó học nhiều rồi ha. Đúng, giỏi em mình. Hôm nay tiếp tay em. Cái kèn của em to thế. Chị ơi, chị chỉ đo xem. Trời ơi, nó cũng không có sự công bằng gì cả. Chị to như thế này mà cái bé thế này. Em to ngồi đây xem nào. Mẹ em lại mới mua cho à? Vâng ạ. Cái này đúng là đội kèn tí hon là nó to lại mình mới chí luôn ấy. Ôi, cái của em to nhô. Khổ như này không ạ? Thật mình thật đấy nhô. Cái phổi. Ở đây. À, chị biết à? Đây này, chưa. Ở đây nhá, chị vào thử nhá. Chị nhá. Xem cái nào to hơn nhá. Nghe đây. Ủa, sao nó thật mình vậy trời? Thử cái này xem. Wow, cái của chị bé nhưng mà thổi cũng to mà, đúng không? Ừ, mẹ không. Mà cái kèn của em to thật đấy. Bao giờ chị mới được mua cái kèn như của em? Hay là em cho chị. Ôi mẹ em mắng đây, cái kèn đẹp như thế này làm sao mà cho chị được. Mẹ không mắng đâu, thật đấy. Thôi chị vừa chỉ thổi thử tí thôi. À, hai chị em mình tập thử bài hôm qua thôi. Bài gì nhỉ? Te to te đúng không? Hết thời luôn. Nhưng mà bài thầy tập như nào mà? Bài thầy dạy như nào nhỉ? Không ngày mai á, đến học thầy á mà chị không thuộc có thể để mắng chị ấy. Em đi đằng trước chị đi đằng sau. Em ơi, em cầm cái to để cho nó máu. Chị cầm cái bé đi đằng sau vậy. Cầm cái này à? Như này không? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.